Một gốc mai với hình dáng giống bàn tay Phật được một nghệ nhân thu mua từ một tỉnh miền Tây đem về thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc và nâng niu như báu vật. Gốc mai này có hình dáng gồ ghề, có 5 nhánh lớn được cắt tỉa theo đúng 5 ngón tay của Phật, cùng với lòng bàn tay sâu, tạo nên hình hài một bàn tay đang được lật ngửa. Thân cây mai già cỗi, nhiều bộ rễ uốn lượn, bao quanh gốc được nghệ nhân Sáu Thông, chủ vườn mai Minh Thùy, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, mua từ miền Tây đem về chăm sóc. Gốc tích cây này thì mua của anh em lá kiển ở dưới cây lầy. Gốc của nó là hồi trước cái nhà của ông Hội Đồng. Theo anh em cũng làm cây cảnh cây lầy thì Tiền Giang cũng nói rằng gốc gia phả nó là của ông Hội Đồng ngày xưa. Thì ngày xưa là có cái ý, cái ông nghệ nhân ngày xưa có làm cái cây này, cái chủ lực là cái bàn tay, như bàn tay Phật. Tôi mới thấy nó đẹp, tôi mua về cũng vài trăm triệu, nhưng mà có cái ý đam mê ra là đem về rồi thôi mới đặt tên cái cây này là cái cây mai bàn tay Phật. Qua quá trình cắt, nuôi trồng và đổi màu bông, nó trông giống hình bàn tay Phật. Từ một cây có giá mua lúc đầu khoảng 200 triệu, giờ đây nhiều thương lái tới trả ông 600 triệu đồng, nhưng ông chưa muốn bán. Ông muốn giữ lại cây mai này thêm 2-3 năm nữa để tạo thành một cây mai có bàn tay Phật hoàn chỉnh, độc đáo và giá hàng tỷ đồng.